nướng ha. Mình nướng dạng giống như kim tiền vậy đó, nhưng mà mình không có xiên vô nhiều cái sâu, mà mình làm những cái cuộn nhỏ nhỏ như thế này và mình nướng cho nó nhanh. Ở bên ngoài là cái lớp thịt heo, còn bên trong là sẽ là một cái lớp thịt mỡ, và mình sẽ cuộn lại, sau đó mình sẽ cho lên cái chảo nướng của mình để mình nướng nha. Mình sẽ bắt cái chảo lên cho nó nóng cái chảo rồi mình sẽ nướng nha. Tại vì cái chảo nướng của mình có cái độ chống dính rất là cao, cho nên là mình sẽ không cần phải để dầu gì đâu. Nướng thịt là mình không cần phải để dầu gì hết nha. Thịt nướng này thì một hồi thì mình sẽ chín rồi thì mình sẽ cắt ra và mình ăn với bún đậu sống hay dưa leo ha, giống như là bún thịt nướng kim tiền vậy đó. Tại vì ở bên ngoài thì mình sẽ bọc một cái lớp thịt, ở bên trong là sẽ là lớp mỡ, thịt mỡ, rồi cái mình đem mình nướng lên rồi mình cắt nhỏ nhỏ ra mình sẽ ăn với lại bún đậu sống dưa leo.
thịt nướng của mình đã chuẩn bị chín rồi thì mình sẽ gấp xuống rồi mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ nhỏ, mình sẽ ăn với bún nhé. Đây thì mình sẽ có hai cái tô bún như thế này. Trong đây thì có là dưa leo, xà lách, rau giáp cá, giáp cá nhà mình trồng á. Ở đây là một cái chén nước mắm, chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt nha. Thì thịt của mình chín xong thì mình sẽ cắt ra. Đây, cái tô bún của mình đã hoàn tất ha. Thịt nướng của mình xuống rồi nè. Cắt ra ha. Mình để có một miếng cho mọi người xem, miếng to luôn đó. Còn đây mình để nè. Wow, hấp dẫn chưa? Và mình sẽ chan thêm một chút nước mắm, tỏi ớt, chua ngọt nữa vào cái tô này để mình thưởng thức nha. Quay mà lem luôn. Hấp dẫn chưa nào? Rất là nhanh gọn lẹ thôi, món này cực kỳ nhanh gọn lẹ. Không cần phải nhóm lửa than gì hết, không cần phải dùng lò nướng gì hết, nhanh gọn thôi. Mình nướng chút xíu là xong rồi. Chỉ trong vòng khoảng chừng 30 phút thôi là mình sẽ có món bún thịt nướng Kim Tiền cực kỳ ngon và hấp dẫn, đặc biệt là mình làm tại nhà nữa ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi cái video clip của Trúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và bây giờ Trúc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.